Wow các bạn ơi, bây giờ mình đang có một cái lỗ. Wow, các bạn nhìn thấy không? Wow, chỗ này nhiều xe lắm. Wow, bây giờ mình sẽ mở. Wow. Đấy. Wow. Đây là một ổ xe luôn các bạn. Wow. Ổ xe luôn. Các bạn nhìn thấy không? Wow. Sẽ bay từng chút một. Mình sẽ gỡ ra. Wow. Wow. Đây có phải là đây là một chiếc xe cổ đời lạ này các bạn, màu xanh lam. Đây chính là anh chàng điệp viên của chúng ta trong khai hai các bạn. Wow. Một chiếc xe đua các bạn, Dinoco này các bạn. Dinoco này mang số hiệu là 51 này. Đó, được thiết kế màu vàng. Chiếc xe đua đặc biệt được thiết kế màu vàng. Và con khủng long cổ da là đại diện cho chiếc xe này nha. Oh, đây chính là LC Lightning McQueen này các bạn. Wow. McQueen. Wow, mang số hiệu 95 rõ ràng các bạn. Màu đỏ đặc trưng với logo tia chớp này các bạn. Wow. Trên bánh xe của anh ta còn có chữ Lightyear nữa. Wow. Đây chúng ta lại có một anh bạn cũng đến từ thế giới đồ chơi các bạn, thế giới xe các bạn. Wow. Anh bạn này là anh bạn xuất phát từ một cái thị trấn mà là Lightning McQueen đã từng mắc kẹt đấy các bạn. Wow. Thấy chưa, số 95 này. Hoa được thiết kế giữa màu hoa có chữ lớp luôn đó các bạn. Hoa trông rất là cute nhá. Mình sẽ xem thử còn xe hoa. Wow, Storm các bạn, anh chàng Storm của chúng ta, một chiếc xe tay đua được ghép bởi màu đen bạc các bạn. Hoa mang số hiệu 20 luôn, trông rất là ngầu. Hoa có cái cần đua phía sau luôn các bạn. Một anh chàng tay đua cũng rất là ngầu các bạn. Hoa ngầu có hai đèn phía sau này đó, cái răng, cái miệng. Hoa và điểm đặc biệt của anh ta là anh ta có hai màu phối hợp với nhau luôn các bạn, đó là màu xanh lục và màu xanh nước biển các bạn. Hoa. Uầy, chúng ta đã có gì đây? Hoa, đây chẳng phải là đây là một cô nàng xe này các bạn. Đây là cô nàng xe màu hồng này các bạn. Màu hồng đậm luôn các bạn ơi. Wow, chúng ta giờ chúng ta còn có chiếc Dinoco số 51 luôn này các bạn. Nhưng mà đặc điểm khác với chiếc xe này chúng ta gặp đó là chiếc xe này được làm bằng sắt các bạn. Nhìn rất là chắc chắn luôn á. Tìm xem trong này gì. Wow, đây chính là anh bạn mấy tờ của chúng ta đó bạn. Đó là anh chàng bạn thân của Lightning McQueen hồi quen lúc trong khai một đó. Cậu của anh ta lại luôn. Và điểm để nhận với anh ta đó chính là hai cặp đèn của anh ta đó. Wow, ta có gì đây? Wow, một chiếc xe Lightning McQueen các bạn. Wow, nhưng mà ở đây anh ta căng rồi. Wow, mà số hiệu 95 luôn này. Oh, màu đỏ đặc trưng. Ở đây chúng ta có gì đây? Wow, đây là một xe đua các bạn, xe đua màu vàng. Mình không có biết cái, tại vì mất logo mình cũng không biết cái tên. Wow, là một anh chàng Storm. Đây là một anh chàng Storm mang số hiệu 20 các bạn. Trông rất là nhỏ nhưng được làm sắt luôn các bạn. Wow, đây là anh bạn Mater của chúng ta. Wow, một mô hình được làm bằng sắt luôn các bạn. Wow, có chữ tên luôn này, Storm Mater luôn các bạn.
Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.